Mến chào quý vị và các đồng chí. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các đồng chí những nội dung chính sau đây. Sơ kết nghị định 83 của Chính phủ về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Công an tỉnh và Đài phát thanh truyền hình tỉnh ký kết quy chế phối hợp về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ hỗ trợ khám bệnh tại phòng khám đa khoa 27 tháng 4 của Công an tỉnh. Phóng sự sôi nổi ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83 ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Thực hiện Nghị định 83 của Chính phủ, các cơ quan chuyên môn mà chủ trì là Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các chương trình kế hoạch chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các địa phương tổ chức quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ tháng 8 năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận tổ chức cứu nạn cứu hộ 50 vụ, trong đó có 17 vụ đuối nước, 10 vụ tai nạn giao thông, 5 vụ sụp đổ cầu kiện công trình, 1 vụ mắc kẹt tại giếng sâu, 6 vụ mắc kẹt trên cao, ngăn chặn 3 vụ có ý định tự tử và cứu sống được 22 người gặp nạn. Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra gần 8.000 lượt công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, xử lý vi phạm hành chính 191 trường hợp với số tiền hơn 600 triệu đồng. Qua triển khai đồng bộ, công tác lãnh đạo chỉ đạo của các ngành, các cấp đối với nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ được thực hiện chặt chẽ thường xuyên liên tục, bảo đảm kịp thời xử lý khi có tình huống, không để bị động bất ngờ. Ý thức chấp hành các quy định cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các đơn vị địa phương ngày càng được nâng cao, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Nhằm đánh giá toàn diện, khách quan, kết quả thực hiện các nội dung nghị định, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận thẳng thắn, chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận định, song song với những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại bất cập trong công tác cứu nạn cứu hộ. Do đó, Công an tỉnh đề nghị sở ban ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các luật phòng cháy chữa cháy, Nghị định 83, Chỉ thị 10, quan tâm hơn nữa công tác cứu nạn cứu hộ, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, phát huy phương châm 4 tại chỗ, chú trọng các giải pháp phòng ngừa cũng như tổ chức thực tập các phương án sát thực tế, nhằm góp phần giảm thiểu các thiệt hại về con người và tài sản do các vụ cháy nổ, tai nạn và các sự cố thiên tai gây ra. Tại hội nghị đã có 17 tập thể, 25 cá nhân trong và ngoài lực lượng được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích trong công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Thưa quý vị, thực hiện quy chế 02 năm 2022 giữa Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực truyền hình. Sáng ngày 18 tháng 8, Công an tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị. Tham dự lễ ký kết có lãnh đạo Công an tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh cùng đại diện các phòng, đơn vị nghiệp vụ hai cơ quan. Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo Công an tỉnh và Đài phát thanh truyền hình tỉnh đánh giá việc ký kết hợp là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các cán bộ chiến sĩ, công chức, viên chức hai đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cụ thể hóa các nội dung lễ ký kết thành chương trình hành động sát với thực tiễn công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Thưa quý vị, với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhu cầu cần thiết của cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn, ngày 16 tháng 8 tại thành phố Vũng Tàu,
Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn trong khám chữa bệnh giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Phòng khám đa khoa 27 tháng 4 Công an tỉnh, địa chỉ số 2830 Trương Công Định, phường 3 thành phố Vũng Tàu. Tại buổi lễ, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Chợ Rẫy và Phòng khám đa khoa 27 tháng 4 Công an tỉnh. Theo đó, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phân công bác sĩ, chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy trực tiếp khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa 27 tháng 4 vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần, gồm 8 chuyên khoa: nội tim mạch, nội thần kinh, nội cơ xương khớp, nội tiêu hóa, nội tiết, tai mũi họng, nội tổng quát, ngoại tổng quát, đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện đúng chuyên môn theo quy định. Đặc biệt đối với những trường hợp bệnh lý khó, phức tạp, hai bên sẽ phối hợp tổ chức hội chẩn trực tuyến. Trên cơ sở đó sẽ đưa ra các chẩn đoán và tư vấn điều trị phù hợp với bệnh nhân, hoặc sẽ chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế, ngày 17 tháng 8, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến ban hành nhiệm vụ giải pháp công tác phòng chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng chống COVID-19 trong Công an Nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an chủ trì hội nghị. Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trước ngày 24 tháng 8 năm 2022, sẽ hoàn thành tiêm 100% mũi tiêm thứ tư vaccine COVID-19 cho cán bộ chiến sĩ đủ điều kiện. Thưa quý vị, trong tuần, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu có đại diện Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban tuyên giáo tỉnh ủy và các ban ngành, Công an tỉnh có đồng chí Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc và đại diện Công an các đơn vị địa phương. Hội thảo Khoa học Quốc gia phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới là hoạt động nghiên cứu, quán triệt, đưa nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 vào cuộc sống, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số 28 ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nghị quyết số 51 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Mục đích của hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn và khẳng định vị trí, tầm quan trọng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia. Trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả, phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy 4 tháng 10 năm 1961, 4 tháng 10 năm 2022 và 21 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4 tháng 10 năm 2001, 4 tháng 10 năm 2022. Ngày 18 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa tổ chức hội thi thể thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ lực lượng dân phòng năm 2022. Tham gia hội thao năm nay có hơn 100 vận động viên đến từ 11 đội dân phòng thành phố Bà Rịa, tham gia tranh tài ở các nội dung chạy tiếp sức, cứu người và chữa cháy, lựa chọn 2 đội có thành tích tốt nhất tham gia hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của tỉnh. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba lần lượt cho các đội dân phòng phường Long Toàn, phường Phước Hưng và xã Tân Hưng. Cũng trong ngày 18 tháng 8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn đăng ký hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên cổng dịch vụ công quốc gia cho gần 80 cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Phú Mỹ. Tại hội nghị tập huấn, cán bộ Công an thị xã Phú Mỹ đã được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh hướng dẫn 4 bước đăng ký cấp hộ chiếu trên cổng dịch vụ công quốc gia như hướng dẫn đăng ký tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn công dân đăng nhập cổng dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký cấp hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến ở mức độ 4 và trả kết quả trực tiếp hoặc qua đơn vị bưu chính trả về nơi công dân cư trú, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh đến đông đảo người dân. Tại hội nghị, một số vấn đề còn vướng mắc liên quan đến việc triển khai cấp hộ chiếu trực tuyến cũng đã được Công an thị xã Phú Mỹ thông tin với đơn vị hướng dẫn.
Thưa quý vị và các đồng chí, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn rằng dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Và khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Với ý nghĩa tinh thần đó, trong nhiều năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được phát triển rộng khắp. Từ năm 2005, ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam cũng đã trở thành ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hòa chung không khí của cả nước, ngày 19 tháng 8 năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức kỷ niệm 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo nhân dân địa phương. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của tỉnh ủy, sự điều hành thống nhất của chính quyền các cấp, sự vào cuộc kịp thời của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển vững chắc. Ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trong phòng chống tội phạm được cán bộ, công nhân, viên chức và quần chúng nhân dân ngày càng chú ý, nâng cao. Ngày càng có nhiều tấm gương quần chúng dũng cảm, không sợ hiểm nguy, sẵn sàng tấn công trấn áp, truy bắt tội phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự. Sau 2 năm tạm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 đã được tổ chức trang trọng tại 87 địa điểm, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân. Các đơn vị địa phương đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp triển khai đồng loạt tất cả các hoạt động để tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và tỉnh Đồng Tàu đã tổ chức 100 xã phường thị trấn đều tổ chức là ngày hội. Riêng là năm nay là công an tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ủy ban tổ chức 11 điểm để cho là lãnh đạo tỉnh ủy, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy về dự. Thì thông qua các kỳ phần hoạt động sôi nổi của phong trào toàn dân bảo vệ quốc năm nay thì đã nâng cao được là tinh thần trách nhiệm cũng như nhận thức của cấp ủy chính quyền địa phương cho rằng phong trào toàn dân bảo vệ quốc là một cái hoạt động rất là quan trọng đối với công tác đảm bảo trật tự, và người dân cũng thấy được rằng là trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, và cũng khơi dậy được tinh thần trách nhiệm của người dân trong thực hiện cái pháp luật, trong thực hiện là nghĩa vụ của công dân trong cái sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung cũng như trong là phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự xã hội nói riêng. Để Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm nay mang ý nghĩa thực sự là ngày hội của toàn thể nhân dân, chính quyền các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân về ý nghĩa của ngày hội, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, chi tiết với rất nhiều các hoạt động phong phú, sôi nổi như hoạt động thăm hỏi, tặng quà, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Chúng tôi xác định cái tháng 8 là cái tháng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sôi nổi nhất. Thì các thành phố đã tổ chức được các hoạt động, cái vấn đề mà tổ chức tọa đàm, hội nghị, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ tại khu phố để làm sao ngày hội thật là ngày vui, không khí tập trung cho công tác tuyên truyền. Chúng tôi rất quan tâm công tác tuyên truyền để tạo cho cái không khí mỗi khu phố, mỗi người dân đều nhìn thấy được là cái không khí ngày hội. Đó phải là ngày vui và cái ngày không khí của toàn dân. Trong không khí vui tươi phấn khởi, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8, phần lễ chính của ngày hội đã được long trọng tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, cùng chính quyền các cấp và đông đảo quần chúng nhân dân. Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống 77 năm ngày thành lập Công an Nhân dân, 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được các cấp biểu dương khen thưởng. Đặc biệt, tỉnh ủy đã trao 110 phần quà cho những người dân có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trang trọng nhưng không kém phần sôi nổi, đó là không khí chung được ghi nhận tại ngày hội của các địa phương. Trong quá trình năm 2022 tổ chức ngày hôm nay thì thấy bà con tham gia đầy đủ, đông đảo, thì cũng rất là phấn khởi, vui mừng. Qua sự báo cáo của ngành công an thì bà con rất là phấn khởi vì cái tình hình an ninh
chính trị trật tự trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Có đi ra dự cái ngày đại hội như vậy thì để về tuyên truyền cho dân ở trong tổ mình được nó phấn khởi hơn. Đến dự ngày hội, cùng với những chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo công an tỉnh, công an các đơn vị địa phương cũng đã có những phát biểu mang tính chất định hướng, từ đó phát huy hơn nữa vai trò của quần chúng, nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Ngày 19 tháng 8, tháng 5 thực sự là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng thời để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc lan tỏa sâu rộng hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đối với các cấp ủy chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể của địa phương phải tiếp tục nhận thức đầy đủ công tác đảm bảo an ninh trật tự với sự phát triển văn hóa, kinh tế xã hội và vai trò của quần chúng nhân dân trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, ý thức chấp hành trách nhiệm của nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an ninh trật tự ở cơ sở. Kịp thời phát hiện, khen thưởng những điển hình cá nhân tiên tiến, xuất sắc trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thứ hai, lực lượng công an các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân cùng cán bộ, công nhân viên, người lao động trong các cơ quan doanh nghiệp tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, làm cho nhân dân hiểu rõ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là cả một quá trình tham gia bảo vệ an ninh trật tự của toàn dân mà đỉnh cao là ngày hội 19 tháng 8. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, giữa các cấp chính quyền, lực lượng công an và nhân dân. Từ đó phát huy sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.